À, em xin chào các bác ạ, em ở bên Lương Âm Thanh. À, thì hôm nay tiện một cái đơn hàng của một cái bác khách bên trong thành phố Hồ Chí Minh. Thì bác ấy có rất nhiều những lần mua hàng bên em rồi. Thì hôm nay thì bác ấy đặt lấy ở bên em một cái bộ mic không dây các bác nhé. Bộ mic không dây, và đặc biệt là cái bộ mic này là cái bộ mic mà gồm có những cái mic cài áo đây các bác này. Đây là cái mic cài áo và đây là cái mic cổ ngỗng để đặt ở trên trên bàn, trên bục phát biểu. À, đây thì cái hộp sản phẩm đấy các bác nhé. Thì đây là cái sản phẩm của công ty V Audio, một cái công ty mà cung cấp những cái sản phẩm thiết bị âm thanh rất là nổi tiếng ở Việt Nam mình. Thì cái sản phẩm của V Audio thì bên em đã có những cái vang của V Audio các bác nhé, một cái vang đứng đầu thị trường hiện giờ, vang cơ đứng đầu thị trường hiện giờ. Và tiếp hôm nay thì em giới thiệu cho các bác, đây là cái thương hiệu của V Audio này các bác này. Và cái sản phẩm hôm nay là cái sản phẩm bộ mic không dây. Đây ạ, cái vỏ của nó con này thì nó rất là đẹp, rất là sang trọng và rất là chắc chắn các bác nhé. Đây là cái bao bì của nó. Và bên trong ở đây thì sẽ có một quyển sách hướng dẫn sử dụng này các bác này. Đây là còn một cái tem gì ở bên trong đây. Hải sẽ dở cái tem này ra nào. Đây là một cái quyển sách hướng dẫn sử dụng. Đây thì kèm theo cho các bác là hai quả pin, hai đôi pin sử dụng một lần. Đây là cái tai của cái đầu thu mic này. Và đây cái sản phẩm thì em đã lôi ra ngoài rồi các bác nhé, lôi ra ngoài đây rồi. Đây là cái đầu thu mic. Thì cái đầu thu mic này thì nó giống y xì cái, nó cũng giống cái dòng cái mã sản phẩm của con này là con V Audio, mã sản phẩm là SE45 các bác nhé, mã sản phẩm con này là SE45, SE45S, thương hiệu là V Audio, mã sản phẩm là SE45S. Đây là hình thức của cái đầu này các bác này. Thì hôm nay thì tiện một cái đơn hàng thì em giới thiệu nhanh cho các bác cái sản phẩm này. Con này thì rất là hay, tiếng nó cũng rất là hay và rất là tuyệt vời cho những cái bác mà đi 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 làm ví dụ như dẫn chương trình hoặc là thuyết giảng thì là sử dụng những cái sản phẩm này nó rất là hay, rất là tiện. Các bác cái cài áo và các bác đi lại được. Đấy, thì cái sản phẩm đây là sản phẩm cài áo đây. Đây là cái đầu thu mic các bác nhé, đầu thu mic đấy ạ. Tem chính hãng của V Audio ạ. Phía đằng sau thì nó cũng như là một cái thiết bị khác, thì gồm có hai cái dâu anten. Và một cái đường tín hiệu ra bằng jack 6 ly và một đường tín hiệu nguồn vào 12V vào. Và các bác có thể là sử dụng riêng rẽ bằng cái jack ca lông này, riêng rẽ hai mic bằng ca lông, hoặc là dùng chung tín hiệu ra bằng cái jack 6 ly ở đây. Còn ở trên lóc này thì là cái tem của chính hãng của V Audio, nhà phân phối V Audio. Thì cái sản phẩm này là một cái đầu thu mic này, một cái cục nguồn 12V, và đây là cái mic cổ ngỗng các bác nhé. Cái sản phẩm này thì gồm có hai cái tay mic, hai cái mic, là gồm một cái mic cài áo đây ạ. Đây là cái mic cài áo, cái hộp bộ mic cài áo. Thì các bác ở đây ở dưới này nó sẽ có cái cài đây. Thì cái hộp thu đầu thu mic này thì các bác có thể là cài vào phần phần thắt lưng của quần này, hoặc là các bác có thể nhét ở bên túi. Còn cái phần mic này thì các bác có thể là cài lên trên cái áo, cái cổ áo các bác nhé, cài trên cổ áo. Đấy, nó làm rất là chắc chắn và rất là đẹp. Đây là cái phần kẹp này, kẹp để cài lên cổ áo các bác nhé. Đấy, thì cái sản phẩm này thì bên em có thể là các bác mua vẫn cái bộ này, nhưng mà các bác có thể là lựa chọn giữa mua cả cái bộ này và hai cái dạng mic cài áo, hoặc là một cái mic cài áo, hoặc là một cái mic cổ ngỗng, hoặc là cả hai cái mic cổ ngỗng được. Đấy là tùy các bác, khi mà các bác mua thì các bác có thể là đặt là cũng vẫn bộ này nhưng mà sản phẩm là hai cái mic cài áo hoặc là hai cái mic cổ ngỗng. Đấy là tùy các bác, hoặc là một cái mic cài áo, một cái mic cổ ngỗng ngỗng. Đấy là tùy các bác. Và cái sản phẩm này thì nó chạy hết bằng pin các bác nhé. Đây là cái mic cổ ngỗng là chạy bằng pin. Ở phía dưới này thì nó sẽ có một cái hộp pin đấy, các bác sẽ sử dụng cái pin pin phổ cập nhất bây giờ. Đấy, tem chính hãng của V Audio này. Cái sản phẩm này đây thì em sẽ thử tiếng cho các bác nhé. Đây là cái kiểu dáng của cái đầu này. Kiểu dáng của cái đầu thì nó làm cũng rất là đẹp các bạn. Đây là mặt hiển thị thông báo những trạng thái volume cũng như là cái tần số. Chiết áp volume đấy ạ. Công tắc nguồn. Và đây là cái mic cài áo các bác nhé. Lắp pin vào bên trong. Và cái này nó cũng có cái mặt hiển thị và thông số kỹ thuật ở bên trong. Ở đây thì em sẽ thử cái đường tín hiệu này. Cái con này thì là hàng nó rất là chuẩn các bác. Đây các bác sẽ nhìn những cái đường led của nó làm rất là cẩn thận luôn ạ. Rất là chắc chắn. Và bây giờ em sẽ bật nguồn để em thử cho các bác nghe này. Đầu tiên là cái mic cài áo đây các bác nhé. Đây ạ. Tiếng rất là to luôn ạ. Và đây em nhờ cái bên nhân viên của em quay ạ.
Ở đây thì em đang thử cái mic, đầu tiên là thử cái mic cài áo đấy các bác này. Alo 6 7 điều rất là nhạy luôn các bác nhé. À thì cái phần này thì các bác có thể là cài trên cổ áo đấy, cài trên cổ áo hoặc là cái này thì cái phần này các bác có thể là cài vào phần dây đai quần, hoặc là nhất là trong túi. Vẫn alo bình thường các bác nhé. Lên 6, 7. Còn bây giờ thì em sẽ thử hát một cái bài karaoke xem sáng cái chất lượng âm thanh của cái sản phẩm này như nào các bác nhé. Ở đây thì em đang kết nối với cả một cái con vang Lex FX8. Một cái dòng vang cơ đang bán rất là chạy trên thị trường bây giờ. Cũng là cùng của hãng của Lên 6, 7. Kết nối Bluetooth. Pin vào các bác nhé, lắp pin ở đằng sau đấy ạ, lắp pin là hai quả pin này. Đấy, cầm cái hàng này nó rất là chất các bác nhé, đó những cái đường nét của nó rất là chắc chắn luôn ạ. À, đến mic cổ ngốc đây em sẽ hát thử cái mic cổ ngốc nhé các bác nhé. Alo 6 7. Alo. Ở cái màn hình này thì nó có cái thông số về cái chất lượng tín hiệu sóng này, mức pin này các bác này. Đấy. Và cái tần số sóng ở đây rất là rõ ràng luôn. Đây là công tắc tắt bật các bác nhé, em tắt đi này. Tắt đi. Và bây giờ bật lên này các bác này. Bật lên. Alo 67. Alo 67. À và đây cái này nó có cái đèn này các bác này nhá, đèn trang trí màu đỏ rất là đẹp luôn các bác nhé. À cái đầu thu mic ở đây nó thì bé tẹo luôn ạ. Đầu thu mic thì rất là bé luôn ạ. Cực kỳ bé luôn, nhìn rất là hiện đại. À, đây là cái phần này gật gù được các bác nhé, thay đổi các tư thế được đấy. À, phần này thay đổi các tư thế được và các bác mang cái này sản phẩm này đi đặt ở bục cũng được hoặc là đến những cái chỗ mà người phát biểu. Và bây giờ em sẽ thử cái độ xa của con sóng này các bác nhé. À, xa của cái sóng là xem nào. Alo 6712. Đây nhá, em vẫn thử các bác nhé. Alo 6712. Đây em thử cái độ xa của con sóng của con này các bác nhé. Alo 6712. Alo 6712. À tiếng rất là tốt và sóng thì em thấy đây là rất là xa rồi các bác nhé, vì xa luôn rồi. Alo 6712345567 rất là xa luôn. Alo 12 tiếng rất là tốt luôn các bác nhé, tiếng rất là tốt luôn ạ, xa cực kỳ luôn, quá xa quá nhỉ.
Alo 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rất là xa luôn. Vẫn rất ổn định nhé các bạn nhé. Sóng rất là ổn định luôn. Sóng rất là ổn định luôn. Sóng rất là ổn định luôn và cực kỳ xa luôn. Thì với cái khoảng cách như này thì đến đây thôi. Nhưng với cái khoảng cách này thì các bác không ai thì phải đi xa như này để phát khẩu bằng. Đấy thì trong hội trường thì cũng có vài chục mét thôi. Nhưng mà đây anh nhìn rất là xa rồi. Và sóng rất là ổn định. Alo 6 7. Một thiết bị rất là nhỏ gọn, rất là tiện. Alo 6 7 1 2 3 4 5 6 7. Rất là hay luôn. Sản phẩm của công ty Quê Audio. Mã sản phẩm là SE45S các bác nhé. SE45S. Thì cái mã sản phẩm là SE45 thì cũng rất là thành công rồi. Và bây giờ sản phẩm là SE45S, cái sản phẩm rất là hay luôn. Alo 6 7 1 2. Tiếng nó rất là tốt đúng các bác nhá. Tiếng nó rất là tốt. Cái sản phẩm này rất là hay các bác ạ. Mic thì bé tẹo luôn các bác nhá. Mic thì bé tẹo luôn và các bác có thể là cài ở cổ áo này để phát biểu. Đây là cái sản phẩm của công ty Audio. Thì em tiện giới thiệu luôn các bác là cái mã sản phẩm là cái mic SE45 này. SE45. Đấy thì là cũng là rất là thành công rồi, các bác hãy nhìn thấy em nhập rất là nhiều các bác nhé. SE45 rất là nhập rất là nhiều. Số lượng vừa rồi nhập là 100 bộ SE45. Giá thành đưa đến các bác là rất là hợp lý luôn ạ. Công ty V Audio nhé. Chuẩn hãng của V Audio. Thì công ty V-Audio này rất nhiều những cái thiết bị điện tử mà đưa ra ngoài thị trường thì được người dùng đánh giá rất là cao luôn các bác ạ. Con này bán rất là chạy luôn. Và tiếp đến là cái dòng mic cài áo này. Đấy, thì đây là những cái dòng chuyên nghiệp cho những cái bác mà đi làm hôm nay cái đơn này của bác này, bác khách này là bác đi hát sẩm hay gì ấy. Đấy thì bác đặt mua cái này. Thì cái này là các bác nào đi làm phát biểu ở sự kiện gì rồi nó rất là tiện dụng các bác nhé. Để pin đây, lắp vào đây ạ. Rất là hay. Và em nói thêm là cái phần lưỡi là cái phần lấy sóng của con này các bác nhé. Phần lấy sóng của con này. Đây em nói thêm là cái phần lấy sóng của các bác là con này nhé. Ví dụ đây, alo 6 thì lấy sóng của con này thì nó cũng tương tự như là lấy sóng của những cái dòng mic khác. Là nó sẽ có một cái tia hồng ngoại. Nó sẽ có một cái tia hồng ngoại phát từ cái đầu thu này ra và điều khiển cho cái đầu đây, cho ví dụ nhá, cái mắt nhận đấy ạ. Các bác hình dung là trên cái điều khiển từ xa nhà các gia đình của các bác ấy, thì khi mà các bác ấn ở điều khiển từ xa thì nó sẽ có một cái tia hồng ngoại ở cái đèn là phát ở ngoài điều khiển này. Thì cái này đầu này cũng dựa trên cái nguyên tắc đấy, thì cái đầu thu này nó sẽ phát một tia hồng ngoại và lệnh cho cái mic này nó cùng cái tần số ở cái đầu thu này sẽ alo 6 7 1 2. Rất là tiện. Thì các bác có thể là sử dụng cả một bộ mic là gồm có hai cái mic cài áo này, hoặc là hai cái mic của ngỗng, hoặc là sẽ sử dụng là một cái mic của ngỗng và một cái mic cài áo. Đấy, rất là đa năng luôn ạ. Alo 6 7 1 2 3 4. Tiếng rất là tốt luôn, tiếng cực kỳ hay luôn ạ. Mic rất là bé nhưng mà tiếng rất là hay. Chỉ một cái đầu mic nha các bác nhé, chỉ một cái đầu mic bé tẹo này thôi nhưng mà tiếng rất là ấm luôn ạ. Alo 6 7 1 2, tiếng rất là ấm luôn. 6 7 tiếng rất là tốt luôn ạ. Đấy. Tắt đi ạ. Đấy thì em hôm nay thì tiện một cái đơn hàng của bác khách này bác đặt thì em giới thiệu demo cho các bác luôn. Đây cái phần này là phần cài vào cái phần thắt lưng này các bác này. Đấy, ví dụ ở đây em cài vào đây chẳng hạn đây. Đây ạ. Cài vào đây. Đấy. Cái này các bác cài vào thắt lưng được hoặc là cài vào túi quần như này cũng được các bác này. Rất là tiện. Hay hoặc là nhét luôn vào túi quần. Đấy thì còn cái phần này dẫn lên cổ áo các bác cài luôn để các bác phát biểu. Rất là hay. Đấy thì giới thiệu nhanh demo nhanh cho các bác sản phẩm này các bác nhé. Sản phẩm này thì bên em giá thành thì rất là hợp lý cho các bác. Thì bác nào nhu cầu thì liên lạc với bên em. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Thì ngoài cái thiết bị này ra thì bên em còn rất nhiều những cái thiết bị cung cấp phòng hát khác, thì bác nào có nhu cầu thì liên lạc với bên em nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video, và các bác theo dõi video thì nhớ đăng ký kênh của Lương Âm Thanh. Thì dưới mỗi đoạn video thì đều có những cái nút đăng ký màu đỏ, có chữ đăng ký đồng màu đỏ, các bác nhớ ấn vào cái nút đăng ký màu đỏ để đăng ký kênh của em. Thì thứ nhất là ủng hộ kênh của em, thứ hai là các bác sẽ xem sớm nhất ở những cái video em mới phát hành, những cái sản phẩm mới. Cảm ơn các bác đã theo dõi video ạ. Xin chào các bác ạ.